Doãn Hải My lần đầu đăng ảnh bầu. Người đẹp Doãn Hải My nói hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng năm rồng, lần đầu đăng ảnh bầu bên chồng, cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Tối ngày 23 tháng 3, Doãn Hải My lần đầu xác nhận tin vui sau 4 tháng kết hôn với Đoàn Văn Hậu. Tôi hạnh phúc xen lẫn cảm giác bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ, người đẹp nói. Cô cho biết sức khỏe tốt trong giai đoạn đầu thai kỳ. Thời gian qua, nhiều khán giả đoán người đẹp mang bầu thông qua các bức ảnh thay đổi ngoại hình, gu thời trang. Tuy nhiên Hải My im lặng do muốn đợi mọi thứ ổn định mới công bố. Doãn Hải My cho biết gia đình hai bên, nhất là chồng, đón nhận thông tin có thêm thành viên mới với nhiều niềm vui. Cô được Đoàn Văn Hậu chăm sóc bằng các bữa ăn dinh dưỡng, động viên tinh thần. Cặp sao còn dành thời gian thực hiện bộ ảnh kỷ niệm khi sắp sửa bước sang giai đoạn làm bố, mẹ. Nhiều tháng qua, họ trải qua cuộc sống vợ chồng son, cho biết có nhiều bỡ ngỡ, thú vị. Cặp sao dọn về một căn hộ ở Hà Nội với đầy đủ tiện nghi. Cả hai giúp nhau thay đổi các thói quen chưa tốt trước đó như hay bỏ bữa, thay vào đó là các bữa cơm gia đình. Theo Doãn Hải My, vợ chồng cô thường san sẻ việc nhà, như vợ hút bụi, chồng sẽ phơi quần áo. Khi sống chung, cả hai tìm hiểu kỹ hơn thói quen của nhau, cùng làm các công việc mỗi sáng thức dậy. Lúc đầu, tôi chưa quen do trước đó chưa bao giờ sống xa gia đình, tuy nhiên hiện thoải mái, thích nghi tốt nhờ có chồng tâm lý, Hải My nói. Theo người đẹp, cuộc sống khó tránh khỏi cãi vã nhưng vợ chồng chọn giải quyết theo cách nhẹ nhàng. Họ thường thẳng thắn nói chuyện, ai nhận ra lỗi sẽ sửa. Khi thấy bản thân nóng tính, cả hai chuyển sang nhắn tin để kiểm soát câu từ, cảm xúc. Dịp Tết Giáp Thìn, Hải My lần đầu trải nghiệm đón giao thừa, gói bánh chưng cùng gia đình Đoàn Văn Hậu ở Thái Bình. Doãn Hải My, 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải người đẹp tài năng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5, hiện theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu, 24 tuổi, chơi bóng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Họ yêu nhau 3 năm trước khi đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.